là người đầu tiên. Người đàn bà mãi mãi không bao giờ phản bội, ngay cả khi con ngủ dài một đời. Còn mãi với con lời ru ngày xưa ấy, còn mãi với con vòng tay mẹ âu yếm. Mẹ là người đầu tiên, người đàn bà mãi mãi không bao giờ phản bội, ngay cả khi con ngủ dài. Chiều lại nghe lòng con cao thương nhớ, con gọi thầm mẹ ơi, mẹ ơi. Sinh Trần Tuấn Hòa mã số 06 đã vừa hoàn thành phần thi của mình với một ca khúc rất cảm động, Mẹ của nhạc sĩ Phú Quang. Và ngay bây giờ đây thì Trần Tuấn Hòa đang chờ đợi những lời nhận xét của ban giám khảo. Xin mời. Chào Tuấn Hòa, tôi thực sự thấy xúc động khi em hát ca khúc này. Đây là một sự lựa chọn rất thông minh của em trong đêm chung kết này. Chị biết
Chị đã biết ngay từ đầu em là một thí sinh rất là thông minh. Em biết được mình có những điểm mạnh và điểm yếu gì. Và trong đêm chung kết hôm nay, em đã tìm được chính mình. Chúc mừng em, tôi rất thích cái phần biểu diễn của em hôm nay. Cảm ơn chị. Chào em. Em đã chọn, có lẽ là chọn cái thể loại thích hợp nhất với mình cho đêm cuối cùng này. Và thật sự là tôi đã rất cảm động khi nghe em hát. Đối với tôi thì tôi chỉ muốn nói với em rằng em hãy tự tin với cái sự lựa chọn của mình. Bởi vì trên cái con đường đấy thì nó rất là lâu dài, nhưng mà những cái bài hát đấy nó không có thời gian. Anh em xin chúc mừng em. Nhận xét của ban giám khảo. Và quý vị hãy cùng nhắn tin bình chọn cho Trần Tuấn Hòa bằng cách soạn tin nhắn THTH khoảng cách 06 và gửi đến tổng đài 8483. Và kính thưa quý vị, trước khi đến